Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, đó là chiếc xe Toyota Innova. Trong máy quay của chúng tôi ngày hôm nay đó là một chiếc xe Toyota Innova 2.0e được sản xuất năm 2012, đăng ký biển Hà Nội năm 2012 ạ. Chiếc xe đã chạy được 11 vạn rồi ạ. Đây chính là bản 2.0e số sàn được sản xuất năm 2012 màu bạc ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết riêng một cái dòng Toyota mà lại số sàn thì phần lớn là em nó thuộc vào dạng gái ngành ạ. Chuyên chạy dịch vụ ạ, mỗi một ngày em nó phải chạy 4 đến 5 bận khách ạ. Vâng, nhưng riêng chiếc xe tôi sẽ giới thiệu cho quý vị vào hôm nay đó chính là một chiếc xe Innova số sàn. Nhưng chúng tôi sẽ cam kết với quý vị là em nó không phải là gái ngành và chưa bao giờ đi khách. Chiếc xe biển Hà Nội nhưng mà không chạy dịch vụ một tí nào ạ. Chúng tôi cam kết đây là chiếc xe không chạy dịch vụ ạ. Chất lượng còn rất là tốt ạ. Chiếc xe đã chạy được 11 vạn km rồi ạ. Chiếc xe còn rất là mới và đẹp ạ. Quý vị và các bạn cùng xem chiếc xe này ạ. Chiếc xe đã chạy được 11 vạn km rồi ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng xem về chiếc xe này ạ. Chiếc xe này không chạy dịch vụ cho nên là chiếc xe này còn rất là mới và đẹp ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ về phần nội thất của chiếc xe đây ạ còn rất mới và sáng ạ. Toàn bộ hàng ghế trước, ghế sau đây còn đang rất là mới ạ. Về phần táp lô của chiếc xe đây ạ. Vô lăng cần số đang rất là đẹp ạ. Đầu CD nguyên bản của xe đây ạ. Nếu quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được sở hữu chiếc xe này ạ. Toàn bộ về phần nội thất của chiếc xe, ghế của chiếc xe là màu kem mà còn đang rất là mới ạ. Trần cũng đang rất là sạch sẽ và sáng sủa, chưa có bẩn biết gì ạ. Toàn bộ cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn đi vài vạn nữa cũng vô tư, không phải thay gì cả. La răng thì rất là sáng ạ. Toàn bộ về phần sơn của chiếc xe này cũng sơn rất là ít cho nên là vỏ của xe rất là mỏng và vẫn còn đang rất là căng đét đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem lấy cái bên ngoài của chiếc xe đấy ạ, phần ngoại thất của chiếc xe ạ. Sơn cũng, bề mặt sơn rất là căng ạ, la răng cũng còn đang rất là đẹp, chưa có xước sát gì nhiều đâu ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là chiếc xe không chạy dịch vụ tí nào ạ. Hàng ghế sau ít người ngồi cho nên là còn rất là mới ạ. Đây là form 212 thưa quý vị và các bạn ạ. Toàn bộ về phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Động cơ của chiếc xe nó hơi bẩn một chút là vì do chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn rửa gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút ạ. Phần ba đầu sốc sau cũng chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng gì cả, còn đang rất là đẹp ạ. Toàn bộ về phần xương đằng trước đây ạ, phần xương này cũng chưa có vết tháo rỡ hay là đâm đụng gì đâu ạ. Nếu quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được sở hữu chiếc xe này ạ. Nếu quý vị và bạn sắm chiếc xe này về để chạy dịch vụ thì cũng rất là hợp lý ạ. Với giá tiền rất là hợp lý và quý vị và bạn có thể thu hồi vốn rất là nhanh trong cái dịp Tết này ạ. Chỉ khoảng 400 triệu là quý vị và bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Innova 2.0e này ạ. Toyota Innova được mệnh danh là thần thánh ạ. Toyota thần thánh ạ. Thần thánh bởi vì chiếc máy của nó có thể gọi là nồi đồng cối đá, dùng không biết mệt mỏi mà không biết đến bao giờ nó hỏng cho ạ. Toàn bộ phần ghế da và trần cũng đang rất là mới và sạch sẽ đây ạ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa dọn dẹp gì, chưa lau chùi gì nhưng mà chiếc xe còn đang rất đẹp và mới đấy ạ.
Nếu quý vị và bạn đang chuẩn bị cho mình một chiếc xe để về kiếm tiền, tức là về chạy dịch vụ, thì đây chính là một lựa chọn rất là hoàn hảo đấy ạ. Giá thành rất là thấp, tức là mình bỏ ra vốn đầu tư ra rất là ít mà chúng ta lại nhanh thu hồi vốn ạ. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. We'll be right back.